Hello tất cả anh em, hôm nay thì mình sẽ làm một clip hướng dẫn các bạn cách làm để lấy cái điều nhảy hoặc cử chỉ hành động trong game PUBG. Rồi, ok. Bây giờ điều đầu tiên chúng ta phải có đó là bây giờ bắt đầu chúng ta full shot đã. Và chúng ta có 2216 mảnh bạc. Thì mảnh bạc này thì lúc trước mình đã làm một clip để làm sao để có mảnh bạc rồi. Và bây giờ thì chúng ta sử dụng mảnh bạc này để lấy các cử chỉ hành động, các đường nhảy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ ấn vào shop, rồi khi ấn shop chúng ta ấn vào khác này. Rồi có biểu tượng mặt cười đây đúng không ạ? Đây là cử chỉ hành động. Rồi ở đây chúng ta sẽ xuất hiện 1, 2, 4, 5 điều nhảy. Điều nhảy đầu tiên đó là điều nhảy uống một ly nào đó, uống nước không có gì khiến tôi vui bằng việc uống một cốc nước sau trận đấu. Điều nhảy thứ hai là động tác độc quyền Alan Walker. Thì cái đầu tiên đó là nhận từ RB, cái này chúng ta phải nâng cấp dương lên mới được nha các bạn. Còn cái thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng nó bằng mảnh bạc. Cái thứ ba là võ sĩ, sức mạnh ý chí, điều nhảy rất vô cùng đẹp nha các bạn. Rồi cái này chúng ta sẽ nhận từ nâng cấp dương luôn. Điều nhảy này cũng vậy, điều nhảy nhân từ thử đỡ xem đá. Và điều nhảy thứ năm là điều nhảy Alanua thả tim, động tác độc quyền. Rồi thì trong năm cái cử chỉ hành động này chỉ có một cử chỉ số 2 là cử chỉ sử dụng mảnh bạc. Thì bây giờ thì mình sẽ ấn vào cử chỉ sử dụng mảnh bạc trước cho các bạn xem, là nó sẽ mất đi 1176 mảnh bạc bệnh viện. Rồi bây giờ mình bắt đầu mua. Rồi ok, bạn đang nhận được cử chỉ này. Bây giờ đã có. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong game nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ ấn vào phần biểu cảm nha các bạn. Đấy, bây giờ chúng ta đã có thêm một biểu cảm. Đây. Khóc nỗi đau này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào các biểu cảm khác cho bạn xem. Ok, cái này thì mình đã có. Cái này là uống đi cốc, cái này cũng đẹp. Cái này là võ sĩ. Cái này tất cả đều nhận từ RB, có ý tưởng thứ 5 là nhận bằng... Cái này là bằng xu, chúng ta phải đồng cảm không có được. Còn 3 điều nhảy nhân từ. Cái này nhận từ nhân từ, uống một ly nào và võ sĩ. Cùng với đá, 3 cái ý tưởng này thì chúng ta phải nâng cấp rương, mà nâng cấp rương chúng ta không phải đập tiền vào. Ok, mình sẽ vào biểu tượng này nhân trong roller bass. Đấy, nào là cấp 45 thì chúng ta sẽ có mới có được biểu tượng này, và khi chúng ta nâng cấp bass thì mới được. Đây, biểu tượng uống nước thì ở cấp 40. Thứ hạng 40 như là cấp các bạn. Cái này và nâng cấp tát thì chúng ta phải tốn RB 1800, sử dụng 1800 để mua đồng mỹ luôn, không đủ UC à, này là UC. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.